cô. Cô ơi, cô thử giùm con cái này nha. Để cô coi coi. Vừa đó. Dạ. Mẹ ơi, mẹ cho con tiền mua bộ đồ thể dục mới đi. Đồ con bị ngắn rồi. Mẹ nhớ là con mới mua đây mà. Ngắn cái gì mà ngắn? Bị ngắn thiệt á, tại con cao lên á. Nè, kiếm cớ xin tiền đang đi chơi hả? Đâu có, con nói thiệt mà. Nè mẹ nhìn đi. Đó, đồ thể dục mà nó ngắn vậy thì con chạy một cái là tét quần liền luôn á. Mày cũng cao nhanh vậy trời. Thiệt mà. Nè, 500 ngàn nè. Dạ, cảm ơn mẹ. Ê, mua mà còn dư là thối lại cho mẹ đó. Không có kiếm cớ lấy tiền đi chơi đó nha. Không có nhiều đâu mà mẹ cũng đòi tiền thối nữa. Có nghe chưa? Dạ. Nè Tâm Ý, khi nào con làm xong á, con cất bộ đồ này vô kho giùm cô nha. Cô ơi, nếu như mà không mặc nữa, cô cho con xin mặc để làm việc nhà nha cô. Cái gì? Đồ con trai mà con cũng thích nữa hả? Dạ không sao đâu, con thấy thoải mái mà. Có sao đâu, nếu con thích thì con cứ lấy đi. Dạ, con cảm ơn cô. Mẹ ơi, con nhắc bạn lại chơi nè mẹ. Rồi, mẹ ra liền. Ủa, hôm nay cậu Nguyên đi học mà sao quên cặp ta? Ôi, em xin lỗi nha, tại em đang gấp. Cậu Nguyên học trường này hả? Mấy giờ rồi còn đứng đây mà không chịu vô lớp học? Thầy ơi, em không phải tới đi học đâu thầy. Nói quý nhà trường em quên hả? Để thầy nhắc lại cho em nhớ nha. Không phải đâu thầy ơi. Tốc độ lên nào. Tốc độ lên. Lần này á là lần đi vi phạm đầu tiên, nên tôi phạt nhẹ thôi nha. Lần sau là chết với tôi đó. Thầy ơi. Nhưng mà thầy ơi. Cái gì? Em không phải lộn xin ở đây đâu thầy. Thôi bớt bớt giùm kệ đi nha. Cái chiêu này xưa rồi. Lúc trước cũng có học sinh lấy cái lý do này để trốn hình phạt, và cuối cùng bị tôi phạt gấp đôi đó. Xưa rồi vậy em. Nhưng mà thầy ơi. Cái gì? Không phải tập đâu. Tập trung đi mà. Alo tôi nghe ạ. Dạ rồi tôi lên liền ạ. Thôi được rồi. Lần này tôi phạt tới đây thôi. Lần sau á là không xong với tôi đâu nha. Về lớp học đi. Mà thầy ơi. Chuyện gì? Cho em hỏi lớp 11B5 ở đâu vậy thầy? Em giỡn với tôi đó hả? Mới phạt chút xíu mà giờ quên cả lớp học luôn rồi hả? Dạ, dạ không có. Muốn biết lớp ở đâu đúng không? Lên phòng giám thị kiếm tôi chỉ cho. Ủa thầy, sao thầy không trả lời ở đây? Tôi không thích. Đi về lớp học đi. Thầy... Tốc độ. Dạ. Ồ, mà thầy ơi. Chuyện gì nữa? Phòng giám thị ở đâu vậy? Em giỡn với tôi đó hả? Học sinh bây giờ kỳ lạ thiệt. Cho mình hỏi lớp 11B5 ở đâu vậy? Bạn lên trên đến cuối hành lang là gặp nha. Cảm ơn nha. Chị đến đây làm gì? Cậu để quên cặp nè. Ủa tôi đâu có để quên đâu. Ủa không quên hả? Hôm nay tôi học thể dục với ngoại khóa cho nên là đâu cần mang cặp làm gì. À thì ra là vậy. Vậy mà tôi tưởng hồi sáng cậu đi gấp quá nên quên chứ. Nguyên. Ủa chị Tâm Ý. Em chào chị. Ủa mà sao chị bận đồ thể dục của trường em vậy? À cái này là đồ của Nguyên mặc không vừa cho nên tôi lấy mặc ở nhà thoải mái, mà hồi nãy đi gấp quá nên quên thay. Nè chị mặc bộ đồ này vô nhìn y như nữ sinh của trường em luôn á. Vừa y luôn á.
À, hèn chi, hồi nãy có ông thầy á, ông phạt tôi rồi bắt tôi nhai cốc nữa. Ê, bây giờ đi học rồi kìa. Thôi, tôi đem về nha. Ơ, thôi. Ờ, chị cứ đi về đi, cặp để lại. Để cái gì lát đi học về xong tự xách. À, vậy thôi tôi về nha. Đi cẩn thận nha. Chào chị. Lại là em nè. Hả? Chuông reo hồi nãy tới giờ tại sao không chịu vô học? Mà ra đây làm cái gì? Định trốn học hả? Đâu thầy ơi. Hay là em nghĩ đây là cái viện bảo tàng, muốn vô tham quan là vô, muốn ra là ra? Dạ không có, em định đi ra. Ra đâu? Dạ. Ra sân tập thể dục hả? Dạ không phải đâu thầy. Cái gì? Mặc đồ thể dục không đi tập thể dục, không lẽ đi chợ? Em không phải là học sinh ở đây đâu thầy. Cái con bé này, cái chiêu này là nó không xài được mà cố chấp xài hoài là sao? Em không phải đâu mà. Đi vô đây. Thầy ơi. Tốc độ lên nào, tốc độ lên. Điên máu lên lắm rồi, tốc độ lên. Thầy ơi. Chuyện gì? Thầy lại không phải học sinh trường này mà. Không được nói câu này nữa nha. Cái lý do này xưa rồi Diễm ơi. Lần này tôi còn thương, tôi phạt nhẹ, tôi cho co một giò thôi nha. Lần sau mà còn tái phạm, tôi cho co một lần hai giò. Ủa, hai giò sao co được thầy? Cái chuyện đó chuyện của em. Hỏi khó làm sao tôi trả lời được. Tốc độ đi. Dạ. Tốc độ lên. Bật cao lên. Từ từ thầy ơi. Đừng có chọc điên máu luôn nha. Nhanh lên, trễ giờ học rồi. Thầy ơi. Đừng có nhây với tôi. Không phải đâu mà thầy. Nghiêm túc giùm tôi cái đi. Thầy. Ê, đi vô lớp. Chị Tâm ý kìa. Vô lớp nhanh lên. Sao chỉ còn đây? Không có nhân gì hết. Mọi người tập trung, tới giờ học rồi. Tập trung nhanh lên, tập trung nhanh lên. Ổn định vị trí coi nào. Ngày hôm nay lớp chúng ta sẽ tổ chức làm cái gì vậy? Vô hàng. Trật tự. Ngày hôm nay lớp chúng ta sẽ tổ chức thi với nhau, coi ai bật xa hơn, ai là người chiến thắng sẽ được cộng điểm vào tháng này. Em đầu tiên. Tên gì? Dạ em tên Nhi thưa thầy. Chuẩn bị. Thất bại. Em tên gì? Dạ em tên Lộc thầy. Chuẩn bị. Tạm ổn đó. Cũng gọi là biết nhảy. Tôi làm gì ở đây vậy? Tôi cũng đâu biết đâu. Tự nhiên thầy không cho tôi về, bắt phạt tôi tùm lum nè. Giờ sao? Giờ sao? Tên gì? Sao? Với thầy là tôi không phải học sinh trường này đấy. Tên gì? Người của con. Tốc độ lên đi Diễm ơi. Lẹ lẹ giùm thầy một cái. Còn mình em nhìn tới luôn nhìn ai vậy? Ờ, dạ không phải em tên Tâm Ý thầy ơi. Em mới vô lớp mình. Quen không? Nhìn lạ quá. Lạ quá. Tâm Ý hả? Rồi Tâm Ý bước lên Tâm Ý. Vào vị trí. Chuẩn bị. Cái gì vậy? Kỹ thuật đâu? Định đấm tôi hả? Wow. Cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Trời, em xuất sắc quá Diễm ơi. Diễm ơi là ý ơi. Trời là trời. Thầy không ngờ em có thể nhảy được như vậy luôn đó ý. Cả lớp chú ý, chúng ta phải noi gương theo bạn Diễm để mà phấn đấu. Noi gương theo bạn ý để phấn đấu trong học tập cũng như rèn luyện sức khỏe. Lớp trưởng đâu? Hãy ghi tên bạn Diễm vào. Hãy ghi tên bạn ý vào và nhắc nhở tôi là cộng điểm trong tháng sau. Còn em nè, lần sau đi học mang giày thể thao đàng hoàng nghe chưa? Dạ, tại vì... Tại vì thì là gì? Về tán. Dạ anh, mày ơi. Ghê thiệt đó nha. Xuất sắc luôn. Ê, sẵn ở đây rồi, mình vô canteen. Uống miếng nước, ăn 10 kg. Tôi còn phải giờ làm việc nữa. Thôi mà, ba lại ăn miếng đi chị. Hồi nãy chị nhảy á, chắc là mất sức lắm. Mình ăn bổ sung năng lượng. Đúng rồi đó. Đi. Thôi đi. Nghĩ cái gì nữa. Đi.
number one. Chị giữ thiệt nha. Em nói thiệt chị á, hồi nãy coi chị nhảy á, em bị sốc tâm lý lắm. Em không ngờ chị nhảy hay như vậy luôn á. Ờ, tại tôi sợ bị thầy phạt nữa. Cho nên là... Nè, hay là chị chuyển qua chơi thể thao luôn đi. Em thấy là chị có năng khiếu lắm á. Thiệt hả? Ừ. Chắc là hồi đó tôi ở trên núi bay nhảy nhiều, cho nên khỏe vậy thôi à. Chị đúng là số 1 luôn á. Thưởng chị con mực nữa nè. Hồi nãy nhảy tha thiệt luôn á. Nước của chị nè. Cảm ơn nha. Cái gì đâu. Ê. Công nhận mùi của trường học thích thiệt ha. Mùi của trường học hả? Ừ. Không hiểu hả? Phải nói sao ta? Em nghe mùi đâu? Đó là mùi của sách vở nè, của cây cỏ. Tất cả những thứ đó tạo thành một mùi rất là đặc biệt. Cho dù thời gian có phai nhòa cỡ nào thì mùi của trường học cũng không bao giờ thay đổi. Chị cũng sâu sắc quá ha. Chứ em thấy mấy này bình thường, chả mùi gì vậy. Hồi lúc mà tôi đi học á, tôi cũng đâu có cảm nhận vậy đâu. Thôi trễ rồi, tôi về nha. Em mai gặp. Bạn ơi, lấy giùm mình giúp anh đi. À, thật không thể nào tin được. Em đá cho anh hả? Em đá cho anh thì đúng không? Ê, chạy chạy, đứng lại. Ê, ê, đứng lại ý ơi. Em đá cho anh đó đúng không? Đứng lại, đứng lại ý, đứng lại cho lại. Ê, ê, chạy gì nhanh dữ vậy trời. Xíu nữa bị bắt rồi đó, thấy chưa? Chị đi về nhà đi. Ờ, đi về nha. Cậu cũng lên học đi nha. Ờ, nhớ là đi né né ổng. Ổng nó không dài lắm á. Tôi biết rồi, học tốt nha. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.